Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2018, thứ sáu tuần thứ bảy thường niên. Trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ: Anh em đừng keo trách lẫn nhau để khỏi bị lên án. Kìa, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Đây chúng ta gọi những người đã kiên nhẫn đau khổ là có phúc. Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của Gióp và đã thấy kết cục Chúa dành để cho ông, vì Chúa đầy lòng thương xót và long mẫn. Anh em thân mến, trước hết anh em đừng có thề, dầu viện trời, dầu viện đất hay viện một hình vật gì khác. Lời nói của anh em phải là có rằng có, không rằng không, để anh em khỏi bị tòa án luận phạt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và chớ kha quên mọi ân huệ của Người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân. Người đổi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sùng. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chăm bất bệnh và hay sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời dư thế căm hờn. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng ta. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Alleluia, Alleluia. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa. Linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Judea và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Mô-sê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Mô-sê cho phép làm lễ ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-sê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế họ không còn là hai mà là một. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Hôn nhân là một giao ước tình yêu. Đây không phải chỉ là một giao ước đơn thuần của con người, nhưng chính là sự kết hiệp bất khả phân ly do Thiên Chúa thiết lập. Cầu nguyện: Lạy Chúa, hơn bao giờ hết, nền tảng gia đình đang lung lay đến tận gốc rễ. Hằng ngày qua các phương tiện truyền thông, con được biết có rất nhiều gia đình đang trong tình trạng tan vỡ. Nào là vợ chồng ngoại tình không còn chung thủy với nhau, nào là con cái bỏ nhà ra đi, để rồi giờ này tâm hồn người cha đang đau khổ, trái tim nhiều người mẹ tan nát, và những đứa con không cửa không nhà bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời.
chúng trở thành những thiếu niên phạm pháp, làm tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Lạy Chúa, tất cả chỉ vì thiếu bóng tình thương, bởi vì không yêu thương nên vợ chồng mới hằn học lạnh lùng với nhau, chửi rủa, đánh đập, xua đuổi nhau. Bởi không yêu thương nên con cái bất mãn và đi tìm tình thương nơi chốn giang hồ. Vậy xin tình yêu Chúa ngự trị trên tất cả mọi gia đình chúng con. Xin Chúa giúp sức và nâng đỡ các vợ chồng biết trung thành với lời cam kết ban đầu là yêu thương nhau trọn đời. Xin cho các bậc cha mẹ biết nêu gương sáng để giáo dục con cái. Xin cho sự hòa thuận luôn hiện diện trong mọi gia đình. Lạy Chúa, nhất là các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào ơn gọi hôn nhân, xin cho họ biết ý thức sáng suốt để khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng gia đình, họ kiến tạo được một mái ấm tình thương. Lạy Chúa, con là một thành viên trong gia đình, xin cho con luôn là sợi dây tình thương nối kết để cuộc sống gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Cái bật lửa. Để kỷ niệm một trận chiến, một quận công bên Anh quốc đã làm một bữa tiệc khoản đãi một nhóm cựu sĩ quan đã từng chiến đấu sát cánh bên ông. Trong bữa tiệc, ông đem khoe một cái bật lửa rất đẹp mà nữ hoàng Anh đã tặng cho ông. Cái bật lửa đã được truyền từ tay người này đến tay người nọ để được trầm trồ khen ngợi. Sau bữa ăn, mọi người được mời ra phòng khách để uống trà. Ông quận công mới đem thuốc lá ra mời mọi người, nhưng mặt ông bỗng biến sắc vì ông lục lọi mãi trong túi áo mà vẫn không tìm ra cái bật lửa. Ông hỏi quan khách có ai thấy nó ở đâu không. Mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi mà tuyệt nhiên vẫn không thấy cái bật lửa. Lúc bấy giờ, một viên sĩ quan mới đề nghị cho tất cả mọi quan khách nên lật túi áo của mình ra, may ra mới có thể tìm thấy nó chăng. Lần lượt tất cả mọi người đều kéo tất cả những gì có trong túi áo của mình ra. Duy chỉ có một người không chịu chấp nhận công việc này. Mọi người đều đưa mắt nhìn về ông và ai cũng đoán chắc đây là người đã đánh cắp cái bật lửa. Bởi vì dáng vẻ của ông tiều tụy, áo quần của ông là rách rưới. Ông lấy danh dự của một cựu sĩ quan để thề thốt và dứt khoát không mở túi áo ra cho mọi người xem. Vài tuần lễ sau, ông quận công là mở một bữa tiệc khác và lần này ông khám phá ra cái bật lửa trong túi áo của ông. Cảm thấy xấu hổ vì đã nghi oan cho một viên sĩ quan đã từng chiến đấu bên cạnh mình, ông quận công quyết định đến thăm anh ta để xin lỗi. Anh ta mới giải thích như sau: hẳn ngài đã thấy được căn nhà tôi đang ở tồi tàn như thế nào. Từ lâu tôi đã thất nghiệp mà vẫn phải nuôi nhiều miệng ăn trong nhà. Ngài đâu có biết rằng hôm đó tôi đã nhét vào túi áo tôi tất cả những đồ ăn thừa trên bàn để mang về cho vợ con thôi. Sau khi hiểu được hoàn cảnh đáng thương của một người đã từng vào sinh ra tử với mình, ông quận công quyết định đền bù bằng cách tìm cho viên cựu sĩ quan một công việc xứng đáng. Câu chuyện đáng thương tâm trên đây có lẽ cũng diễn ra trong cuộc sống của chúng ta dưới nhiều cấp độ và hình thức khác nhau. Nhưng tự trung có lẽ mẫu số chung của câu chuyện ấy thường giống nhau, đó là chúng ta dễ nhìn và đoán xét người khác theo bề ngoài. Lại nữa, một xã hội có quá nhiều lừa gạt đảo điên cũng khiến cho chúng ta có thái độ e dè, nghi kỵ đối với những người thân thuộc. Là tín hữu, chúng ta hãy nhìn ngắm cung cách cư xử của Chúa Giêsu. Ngài không nhìn người bằng nhãn hiệu có sẵn. Ngài không đến với người bằng những định kiến bên kia bộ quần áo trang trọng hay rách rưới. Chúa Giêsu chỉ nhìn thấy hình ảnh cao quý của chính Thiên Chúa. Ngài dành yêu thương cho những người nghèo khổ, phường thu thuế, bọn gái điếm, những kẻ tội lỗi, những người con bị xã hội đẩy ra bên lề. Ngài muốn cho mọi người thấy rằng Ngài chỉ có một cái nhìn duy nhất về con người, đó là cái nhìn của cảm thông, của tha thứ, của yêu thương. Bài trích sách Lẽ Sống.